Kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 17, chúng ta cảm thấy một là tất cả những cái ý kiến của cử tri qua tiếp xúc với các cái chương trình và các cái đề án đã được đến bàn một cách đầy đủ và đúng theo cái nguyện vọng của cử tri. Cái thứ hai về cái các đại biểu chất vấn thì đã thể hiện được cái vai trò của người đại biểu chất vấn đúng trọng tâm và đúng những cái yêu cầu của cử tri hiện nay còn bức xúc và còn nhu cầu của cuộc sống, đồng thời với cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Thì đó là chúng tôi thấy là cái kỳ họp lần này đảm bảo sự dân chủ rất là dân chủ và rất là cụ thể từng công việc một mà được các đại biểu chất vấn và hỏi đối với các cái người có trách nhiệm. Về các cái chủ đề trong các kỳ họp đưa ra thì phù hợp với cái nguyện vọng của cuộc sống của nhân dân và những cái yêu cầu phát triển của kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng của tỉnh nhà và các địa phương khác trong tỉnh. Nó phù hợp và đúng với cái tinh thần mà các cử tri đã kiến nghị.